Hello anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Official. Đây là kênh chia sẻ kiến thức hoàn toàn miễn phí của mình. Mình hy vọng những chia sẻ từ kiến thức cũng như kinh nghiệm của mình sẽ giúp anh chị đầu tư hiệu quả hơn, có góc nhìn khách quan hơn khi tham gia đầu tư để từ đó tránh được những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường chứng khoán, nơi được ví như cuộc chiến tàn khốc chỉ đứng sau chiến tranh thế giới. Thị trường chứng khoán tuần qua diễn biến như thế nào? Bước sang tuần tới thì chúng ta cần chắt lọc những thông tin gì, từ yếu tố cơ bản nào hay kỹ thuật nào để có thể bắt chọn những con sóng tăng để đem về những khoản lợi nhuận tối ưu nhất và thoát khỏi những đỉnh con sóng để tránh được những cái rủi ro mất tiền. Khi mà gần một tháng qua, người người nhà nhà đều nhắc đến những câu chuyện xoay quanh những dòng cổ phiếu dầu khí hay khoáng sản căng thẳng từ chiến tranh hay các lệnh trừng phạt, thì khi mà người người nhà nhà đều biết giá nó tăng mạnh, tăng nóng và đổ xô mua vào, thì đó lại là lúc các dòng cổ phiếu này đồng loạt giảm mạnh như phiên hôm thứ 5, thứ 6 vừa qua, khiến cho không ít nhà đầu tư lao đao trong những phiên gần đây. Qua những phiên thị trường rung lắc như tuần qua, chắc hẳn anh chị đã rút ra được những bài học quý giá khi tham gia đầu tư trên thị trường để từ đó có những sự chuẩn bị tốt hơn, kỹ hơn khi lựa chọn những cổ phiếu trong thời gian tới, tránh cái tâm lý FOMO. FOMO là gì? FOMO là fear of missing out, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, và luôn có góc nhìn khách quan nhất khi mua bán cổ phiếu. Thì khi quan tâm mua bán cổ phiếu thì mình chỉ yêu thôi, chứ đừng cưới cổ phiếu nào cả. Và mình hành động trên thị trường, đừng hy vọng và tránh sợ hãi. Tăng đủ rồi thì mình cũng nên tán lộc lại cho người đến sau. Sau khi chốt lời rồi, không nên vì thấy cổ phiếu tiếp tục tăng nóng mà lại đâm đầu đu đỉnh lại. Lúc đó mới là lúc dễ mất tiền nhất, vì khi đó lòng tham của nhà đầu tư gần như đạt đến đỉnh điểm. Thì ngày 15 tháng 3 tới, chính phủ ban hành mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch, từng bước khôi phục lại nhu cầu đi lại. Điều đó tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là những nhóm cổ phiếu hàng không? Về ngắn hạn thì chắc chắn đây là những cái thông tin rất là tích cực đối với nhóm cổ phiếu ngành hàng không nói chung. Ví dụ như một số cổ phiếu HVN, ACV, VTD, một số cổ phiếu phụ trợ của nhóm ngành hàng không. Thì cùng ngày 15 tháng 3, Fed họp tăng lãi suất, trong khi chính phủ Việt Nam thì tạo điều kiện cho khôi phục mức độ tăng trưởng kinh tế, sẽ tạo ra những cái khác biệt về chính sách, có thể là một phần dẫn đến nguyên nhân khiến cho tỷ giá đồng USD trên Việt Nam đồng tăng tương đối rõ rệt trong thời điểm đầu tháng 3. Hay những cái thông tin về ngày đáo hạn phái sinh diễn ra vào cuối thứ 5 tuần này, trong những ngày vừa qua chỉ số phái sinh cũng giảm rất là mạnh. Ngày đáo hạn phái sinh thì sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 của tuần thứ 3 hàng tháng, là những thông tin anh chị cần chú ý trong tuần tới. Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua trải qua nhịp giảm điểm tương đối mạnh, với mức giảm 38 điểm sau 5 phiên giao dịch và thanh khoản là khoảng 4,2 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh sau 5 phiên. Thì điều này cho thấy có thể thị trường chung sẽ phải test lại vùng đáy 1425, 1426. Tuy nhiên, đóng cửa ngày thứ 6 vừa qua, chỉ số VN Index đóng cửa ở mức nằm trên đường MA20, cũng là một cái tín hiệu tương đối tích cực. Nếu như trong tuần tới chỉ số giữ được mức 1470 đến 1500 thì có thể trong thời gian tới một số nhóm ngành được hưởng lợi, ví dụ như vật liệu cơ bản hay cảng biển hay than hay khoáng sản hay một số nhóm cổ phiếu sẽ có cái dư địa tăng giá khi mà nó tích lũy đủ. Xét trên những cái tín hiệu kỹ thuật thì hiện tại thị trường chung vẫn đang ở trong quá trình sideways đi ngang từ tháng 10 năm ngoái đến giờ, và vẫn đang ở trong cái chu kỳ tăng giá và kéo dài được khoảng 3 năm rồi. Như phiên tuần qua thì thị trường cho thấy cái tín hiệu có thể thị trường sẽ phải test lại vùng 1425 đến 1430. Tuy nhiên, nếu như mà thị trường giữ được cái mức 1475 đến 1500 trong tuần sau thì là một trong những tín hiệu rất là tích cực đối với thị trường chung, mà có thể là cơ hội để các dòng cổ phiếu vốn hóa lớn, ví dụ như ngân hàng hay chứng khoán, có cái đà để bứt phá đi lên. Thì sang tuần tới chúng ta cần phải theo dõi, bởi vì khi mà chịu cái áp lực từ xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine là những cái câu chuyện mà báo chí đã tốn rất là nhiều giấy mực trong thời gian vừa qua, thì nhóm ngành ngân hàng cũng chịu ảnh hưởng khá là lớn khi mà phải chịu những cái tác động đến từ lạm phát, kinh tế, khiến cho một số dòng cổ phiếu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lãi suất tăng cao. Đối với nhóm ngành cổ phiếu dầu khí, sau khi thị trường dầu khí thế giới giảm mạnh trong tuần qua thì nhóm cổ phiếu dầu khí trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu cái áp lực chốt lời trong thời gian ngắn hạn. Thì thời gian tới có thể dòng cổ phiếu dầu khí sẽ phải tái tích lũy và cân bằng lại ở vùng đỉnh vừa được thiết lập, ví dụ như PVS sau khi có điểm mua vào ngày 22-23 tháng 2 thì cổ phiếu cũng tăng được khoảng 30-40%. Thì sau một khoảng tăng tương đối nhiều trong một thời gian ngắn như vậy thì cổ phiếu cũng cần phải tái tích lũy để nó có thể tăng
bền vững hơn nếu như trong tương lai nó còn cái dư địa tăng giá hay cái triển vọng của dòng nó còn tăng. Thì theo cái đánh giá từ cá nhân mình thì dòng dầu khí trong tương lai sẽ còn rất là nhiều triển vọng. Khi mà 15 tháng 3 chính phủ mở lại hoạt động du lịch, nối lại các đường bay quốc tế, kích cầu du lịch mở cửa trở lại, thì việc sử dụng nhu cầu đi lại của người dân là rất lớn, nên nhu cầu của xăng dầu là không bao giờ hết. Khi mà càng ngày người dân càng có cái nhu cầu đi du lịch hay đi lại càng cao, và khi mà chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày một gia tăng và vẫn chưa có cái dấu hiệu chứng lại, khiến cho cái nguồn cung xăng dầu nó bị khan hiếm đi rất nhiều. Và cái mặt hàng này trong thời gian tới về dài hạn là còn rất nhiều triển vọng, nên một số cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua nó tăng nóng quá thì chắc chắn là nó sẽ gặp cái áp lực chốt lời. Ví dụ như PVC thì trong có 20 ngày mà nó tăng đến 100%, thì những người mà mua ở đây thì chắc chắn người ta sẽ bán ra, và những ai mua ở trên này thì phải chịu, thua là đúng, lỗ là đúng thôi, chứ mua ở trên này đòi nó tăng lên 60 thì rất là khó. Chúng ta trước khi mua bán là phải đặt trước cái target và cái mức độ chấp nhận rủi ro. Ví dụ khi mà anh chị mua ở đây thì anh chị có thể kỳ vọng nó tăng lên 30-32. Tuy nhiên mua ở trên vùng 30-32 mà chúng ta kỳ vọng lên 60-64 thì rất khó, khi mà trước giai đoạn đấy là cổ phiếu không hề có một giai đoạn tích lũy nào cả, mà nó vừa tăng từ 16 lên 30-32 xong, 34 xong. Thì khi mà nó tăng, trong quá trình nó tăng lên, nếu như nó tăng lên được 30-60-61 thì những người mua ở đây họ sẽ bán vào đầu những người mua ở trên này, thì khiến cho giá cổ phiếu sẽ bị giảm rất mạnh trong thời gian ngắn. Nên việc đu đỉnh ở trên này là rất rủi ro cực kỳ lớn. Kể cả tham gia mua ở vùng 20-21 là mình cũng không bao giờ khuyến khích anh chị mua. Ví dụ như nó không tăng được mạnh như PVC mà nó tăng như PVS thì sao? Cũng như vậy, cũng khoảng 40-50%. Nó giảm cho từ 41 về 36 cũng giảm 15% rồi. Thì trong 2-3 ngày mà anh chị âm mất 14-15% thì anh chị làm cái gì ra để bù lại? Nên mình cũng bảo với anh chị khách hàng của mình là làm giàu chậm thôi, làm giàu nhanh quá, đến khi khoản đầu tư đấy nó không đi theo như kỳ vọng thì sẽ mất rất lâu thời gian để chúng ta có thể hồi lại khoản đầu tư đấy, bù lại, hồi lại được cái khoản lỗ đấy. Nên khi mà cổ phiếu nó tích lũy đủ thì chúng ta tham gia, còn khi mà nó tăng nóng rồi thì chúng ta để cơ hội đấy cho người khác, cho người tham lam, người FOMO hơn. Chúng ta là những người có học cơ mà, tại sao chúng ta lại đi đâm đầu ở những giai đoạn mà cổ phiếu nó tăng nóng như thế này rồi? Hay kể PVT cũng vậy, cổ phiếu này nó tích lũy rất dài, nên nó chịu cái áp lực chung từ việc chốt lời của dòng dầu khí, nên trong những phiên vừa qua nó cũng giảm rất là mạnh, giảm đến 5% trong ngày thứ 6. Thời gian tới, nếu như mà cổ phiếu này nó hồi phục lại và tái tích lũy lại được thì có thể sẽ vẫn còn cơ hội cho anh chị, vì cổ phiếu này nó chưa tăng nhiều. Có thể phiên này là phiên rũ bỏ nhà tư nhỏ lẻ, những người mà đu bám ở trên vùng đỉnh này, thì khi mà phải đạp bỏ hết nhỏ lẻ ra thì big boy và lái nó mới kéo cổ phiếu lên. Và đấy là cái tính đầu cơ của cổ phiếu. Cổ phiếu nào mà có tính đầu cơ càng cao thì khi mà cổ phiếu tăng thì tăng rất nhanh, tăng rất thốc. Ví dụ như PVC là tính đầu cơ của cổ phiếu này rất là cao này. Như BSR thì tính đầu cơ của nó lại không cao, vì đội lái của cổ phiếu này có thể họ chưa muốn đánh thốc cổ phiếu này lên, hoặc là có nhiều nhỏ lẻ cầm cổ phiếu này quá, và sự đồng thuận của các tay to big boy trong cổ phiếu này là chưa đồng thuận về việc kéo những cổ phiếu tăng giá. Nên khi mà thị trường chung giảm thì nhỏ lẻ bán vào đầu nhà đầu tư tay to. Nên trong thời gian tới thì chắc chắn BSR sẽ còn hồi phục và sẽ còn tăng, vì BSR mình đánh giá là một trong những cổ phiếu về dầu khí tốt nhất của dòng dầu khí rồi. Như GAT hôm vừa rồi cũng giảm rất mạnh, gãy cái trend tăng giá hồi phục, và cổ phiếu này đang hoạt động tương đối lỏng lẻo nên sẽ rất rủi ro cho anh chị nào mua, đặc biệt những ai mà đu đỉnh ở vùng 125-126 khi mà cổ phiếu nó tạo gap tăng giá. Hôm vừa rồi thì cổ phiếu tạo gap giảm điểm và hoạt động dao động rất là lớn với cổ phiếu này. Hay một số cổ phiếu dòng dầu khí khác như PLC thì có cái nền tích lũy tương đối dài. Tuy nhiên sau khi tăng vượt đỉnh thì cổ phiếu này bị bán rất là mạnh, bán rất là rát, nên thời gian cổ phiếu này hồi phục và sẽ cần tái tích lũy. Phiên ngày 11 tháng 3 có thể là phiên mua sớm đối với cổ phiếu này khá là an toàn, khi mà cổ phiếu giảm và không còn lượng cung bán ra, không còn người bán ra nữa,
thì khi mà cổ phiếu hồi phục tăng điểm thì sẽ là cơ hội mua tương đối an toàn cho anh chị nào quan tâm đối với cổ phiếu này. Nếu như mà sang tuần nó tăng vượt được vùng 49.3 thì là một cơ hội an toàn hơn nữa cho anh chị. Hình như VTO từ khi cổ phiếu tăng vượt đỉnh thì cổ phiếu này vẫn đang hoạt động tương đối tích cực và tương đối khỏe ở dòng dầu khí. Khi mà mình có khuyến nghị khách hàng của mình mua ngày mùng 3 tháng 3 khi mà nó tăng vượt đỉnh, vượt cái nền, khi mà cổ phiếu tạo cái nền, rũ bỏ và hồi phục, siết chặt ở vùng đỉnh thì phiên này là phiên mua rất là an toàn đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên sau khi hàng về T cộng 3 thì lái nó vẫn đạp cho bờ đầu. Thì đối với những ai mà không có cái đánh giá về triển vọng doanh nghiệp thì khi mà hàng về vẫn bị bán ra cổ phiếu này là chuyện bình thường. Nên chúng ta phân tích về các yếu tố đối với một cổ phiếu, chúng ta phải nhìn nhận về các cái hướng khách quan, đánh giá các tiêu chí để từ đó chúng ta có thể tự tin nắm giữ cổ phiếu hơn. Hay như cổ phiếu PET, thời gian tới nếu như mà cổ phiếu nó tái tích lũy được ở vùng 52-53 thì vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên giai đoạn tới mua mới đối với cổ phiếu này là cũng tương đối rủi ro vì cổ phiếu nó vừa tăng từ vùng 35-36 lên 58 cũng 6-70% rồi. Nên nếu như mà anh chị nào còn giữ thì chúng ta tiếp tục giữ thôi. Quan trọng là vị thế anh chị mua được ở đâu. Chứ mua ở vùng 56-57 này thì rủi ro hơn rất nhiều những người mà nắm giữ ở vùng 37-38 chứ. Vì khi mà cổ phiếu lên mà họ thấy đủ target rồi thì họ chỉ bán vào đầu những người mà tham lam mua ở trên vùng trên này thôi. Đối với dòng cổ phiếu ngân hàng, thời gian vừa qua dòng cổ phiếu này cũng chịu áp lực tương đối lớn đến từ những cái thông tin không mấy tích cực từ việc trừng phạt ngân hàng của Nga khỏi cái hệ thống SWIFT bảo mật của ngân hàng thế giới. Thì các cổ phiếu dòng ngân hàng, hầu như các cổ phiếu dòng ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam đều giảm và nó gãy mất cái kênh xu hướng tăng giá của dòng cổ phiếu này. Ví dụ như MBB, trong thời gian vừa qua mình đánh giá cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng thì cũng chịu cái áp lực khiến cho cổ phiếu này cũng giảm tương đối mạnh từ vùng 34-35 về còn 30, gần về cái vùng nền cũ. Thời gian tới nếu như mà cổ phiếu hồi phục và siết chặt lại vùng 34-33-34 sau đó bứt phá đi lên thì vẫn còn cơ hội rất là lớn cho dòng cổ phiếu ngân hàng. Hay như Techcombank cũng vậy. Techcombank hiện tại nó đang ở vùng đáy của cái nền giá dài hạn, gần như là xấu nhất rồi. Nếu như mà cổ phiếu nó phục hồi đi lên, tái tích lũy ở vùng 53-54 sau đó bứt phá đi lên thì lúc đấy cơ hội nó mới rõ ràng cho anh chị. Chứ còn bắt đáy ở vùng này, giả sử những cái đánh giá nó còn rủi ro nó còn cao hơn nhiều, hay như việc căng thẳng leo thang lên đến đỉnh điểm, thì việc gãy chen là chuyện vẫn có thể xảy ra. Nên khi mà anh chị trên thị trường, anh chị luôn phải chuẩn bị cái kịch bản để đương đầu với những cái diễn biến sắp tới mà thị trường nó đem lại cho chúng ta. Chứ không nên bắt đáy, không nên mua ở một vùng mua nó không có những cái tín hiệu tin tưởng, những cái thông tin mà mình xác nhận được và dẫn để đảm bảo được cái khả năng đem về khoản lợi nhuận thì chúng ta không nên mua bán. Hay cổ phiếu ACB nó cũng tương tự với cả Techcombank, cũng đang ở vùng đáy của cái nền giá. Thời gian tới mà cổ phiếu dòng ngân hàng phục hồi đi lên cũng là những tín hiệu tích cực hơn cho dòng này. Hay như VPBank cũng vậy. VPBank thì sau điểm mua sớm thì cho đến những ngày gần đây cổ phiếu cũng hoạt động được khoảng 14 ngày. Nếu như mà có cổ phiếu nào triển vọng hơn thì anh chị vẫn phải cơ cấu bình thường. Tuy nhiên VPBank nó vẫn đang hoạt động tương đối tích cực hơn những cổ phiếu kia vì nó vẫn đang ở vùng trên của cái nền giá. Và những cổ phiếu kia thì nó ở vùng dưới của nền giá nên cái độ rủi ro của nó vẫn cao hơn. Nếu anh chị còn chưa tin về việc mình muốn bắt đáy ở cái nền giá thì mình sẽ ví dụ cho anh chị như cổ phiếu Novaland. Khi mà cổ phiếu về cái vùng đáy của cái nền giá phía trước, cổ phiếu nó vẫn giảm bình thường, giảm từ 79-80 về vùng 76-77. Nên để đánh giá một cổ phiếu nào nó có những cái triển vọng trong tương lai tốt thì cái giá của nó ở đâu, nó có phản ứng lại tích cực hay phản ứng lại tiêu cực với những cái đánh giá của mình, để từ đó chúng ta có những cái phương pháp và có cái hành động nó được chính xác hơn và khách quan hơn. Ở dòng cổ phiếu ngân hàng còn có cổ phiếu Vietcombank. Vietcombank sau khi mà tăng lên vùng 96-97 thì cổ phiếu này vẫn đang giảm tương đối mạnh. Mấy phiên vừa qua hồi phục còn không có thanh khoản cho thấy nhà đầu tư rất là chán nản đối với cổ phiếu này rồi. Cổ phiếu này thì nó hoạt động lỏng lẻo quá,
Vì những ngày vừa qua thì nó tương đối giống với lịch sử hồi tháng 7, hồi tháng 1 thì cũng tăng lên đến vùng 90, 91, sau đó cũng giảm rất mạnh về nền cũ. Nhưng cổ phiếu này nền giá của nó hiện tại là hơi xấu rồi. Hay là CTG, CTG thì cũng xấu quá rồi, giảm mạnh quá, giảm từ 38 xuống 32, gần 10 giá, giảm mạnh quá. Hay như STB, STB có thể đây là những phiên EPS khi giảm và thanh khoản của nó không lớn lắm. Nhớ thời gian tới mà phục hồi đi lên ở vùng 32 mà siết chặt lại, bứt phá thì có thể vẫn còn cơ hội cho anh chị. Nếu như cổ phiếu này nó sẽ chạy theo dòng. Cổ phiếu này thì thời gian vừa qua nó có mẫu hình vai đầu vai ngược này, mẫu hình rất là phổ biến. Rất nhiều cổ phiếu mình đã phân tích trong những ngày vừa qua cho anh chị. Và một điểm mua tương đối an toàn ở nhóm ngành cổ phiếu thép, sau khi cũng tăng được một khoảng tương đối khoảng 20%, và cổ phiếu hiện tại đang gặp vùng kháng cự ở vùng đỉnh cũ. Đối với cổ phiếu Nam Kim, tuy là cổ phiếu leader, cổ phiếu dẫn sóng của dòng thép, tuy nhiên cổ phiếu cũng vẫn cần cái thời gian để nó cân bằng lại cái vùng thanh khoản ở vùng đỉnh cũ, khi mà rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bị treo lơ lửng ở vùng đỉnh cũ này. Và những phiên này là những phiên mà họ sẽ đem hàng ra họ bán, chỉ mong bán hòa vốn thôi. Thì thời gian tới nếu như mà nó tái tích lũy lại được đủ thời gian và thanh khoản cạn kiệt ở vùng này thì vẫn còn cơ hội cho anh chị tham gia. Tuy nhiên điểm mua an toàn nhất đối với cổ phiếu này là ngày mùng 3 tháng 3, ngày 28 tháng 2. Hôm đấy mình cũng cho khuyến nghị rất nhiều khách hàng của mình mua cổ phiếu này, thì nhìn thấy rõ ràng cái tiềm năng khi mà giá thép trên thị trường cứ mấy ngày nó lại tăng một lần, mấy ngày lại tăng một lần. Hay như thép Tiến Lên cũng có mẫu hình vai đầu vai ngược, tuy nhiên cổ phiếu này nó gặp nhiều kháng cự hơn ở vùng vai trái, ở vùng đỉnh cũ, nên cổ phiếu này nó chưa tăng mạnh được như NH, NKG, Nam Kim. Tuy nhiên thời gian tới, có thể sang tuần tới, cổ phiếu này kiểu gì cũng sẽ tăng vượt vùng 22 thôi. Anh chị có thể quan tâm chặt đối với nhóm cổ phiếu dòng thép này trong tuần tới. Hay như HSG, Hoa Sen thì hiện tại cũng vẫn đang gặp vùng kháng cự ở vùng bên trái. Nhưng mà rất nhiều người cầm hàng ở vùng này hiện tại họ đang bán ra này, chỉ mong bán hòa vốn thôi. Hay vùng đỉnh này hiện tại họ chỉ mong bán hòa vốn, không sợ cổ phiếu giảm tiếp. Thì bây giờ chúng ta ngồi chờ, nếu như cổ phiếu siết chặt và bứt phá đi lên thì lúc đấy anh chị có thể mua. Tuy nhiên không nên mua sớm, không bắt đáy. Mình không khuyến nghị anh chị bắt đáy, và mình không có kinh nghiệm bắt đáy nhiều. Nên anh chị nào bắt đáy hay muốn mua sớm thì anh chị phải tự quản trị rủi ro. Hay TNS, TNS cũng đang tái tích lũy ở vùng đỉnh cũ cũng rất là tích cực. Bây giờ chúng ta chờ thôi, và thanh khoản cổ phiếu này cũng giảm dần rồi này. Có thể cổ phiếu này cũng là một trong những cổ phiếu mạnh nhất của dòng thép trong thời gian tới này. Trong mấy ngày vừa qua thì có KVC của dòng thép cũng tăng rất là mạnh. Mấy phiên tăng trần rồi cũng 20-30% rồi. Nhưng anh chị nào mua được ngày mùng 9 tháng 3 thì hôm nay cũng có hơn 20% rồi. Cổ phiếu này thì cái nền phía trước của nó lỏng quá. Mình đánh giá không thể bằng Nam Kim hay là TNS hay Tiến Lên được. Tuy nhiên cái tính đầu cơ của cổ phiếu này nó cao hơn. Thì TQ cũng vậy, của dòng thép cũng tăng rất là mạnh. Nhưng sau một cái nền tích lũy, cổ phiếu giảm sâu, hồi phục, siết chặt và điểm mua an toàn nhất thì là ngày mùng 4 tháng 3 hoặc ngày mùng 9 tháng 3 thì vẫn còn cơ hội để mua. Một số cổ phiếu dòng thép khác, ví dụ như HPG, một con mông nặng có mẫu hình vai đầu vai rất là đẹp. Tuy nhiên một phiên tăng trần của nó cần đến gần 4.000 tỷ để kéo cổ phiếu tăng trần. Và sau phiên tăng trần thì cổ phiếu mệt mài đi ngang và giảm. Và phiên thứ 6 vừa qua, cổ phiếu này cũng đóng góp khiến cho chỉ số VN Index giảm rất là mạnh. Cổ phiếu này giảm đến 3,2% trong phiên thứ 6 ngày vừa qua. Và áp lực bán cũng rất là mạnh, 44 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Thì thời gian tới anh chị cần quan tâm đến NKG là 1, TNS là 2, thép Tiến Lên là 3, HSG là 4, là 4 cổ phiếu anh chị cần chú ý trong tuần tới đối với dòng cổ phiếu thép. Còn đối với dòng cổ phiếu phân bón thì hiện tại dòng cổ phiếu này đang tăng rất là mạnh sau điểm mua chính ngày 24 tháng 2, sau 2 ngày của dòng dầu khí, và mình không mua được ngày hôm này và mùng 7 tháng 3 mình mới mua. Hiện tại cổ phiếu đang gặp vùng kháng cự ở vùng đỉnh cũ, vùng giá 42, có thể một vài phiên tới cổ phiếu sẽ test lại một vài phiên trước khi tiếp tục tăng giá. Cho nên mua mới giai đoạn này thì rất là rủi ro cho anh chị nào rồi. Mình sẽ không khuyến nghị mua ở vùng này nữa. Mua bởi vì mua ngày mùng 7 tháng 3 mình mua mình không dám khuyến nghị nữa rồi, vì nó rủi ro cao hơn rồi và nó còn có cái gap.
mình như hôm sau nó giảm đến gần 3% mình cũng ấy chứ, run chứ. Nhưng mà đến giờ thì có thể yên tâm hơn một chút rồi. Như DCM cũng đang tăng rất là tốt ở dòng cổ phiếu phân bón. Tuy nhiên dòng cổ phiếu phân bón này để mua mới bây giờ là rất là khó, khi mà hầu như các cổ phiếu nó đều tăng rất là mạnh rồi. Nên anh chị nào có thì giữ thôi, chứ bây giờ bảo mua mới là rất khó. Hay lát cũng vậy, bởi vì nó giảm rất là mạnh, giảm đến 50% và hồi phục hình chữ V. Nên để mua dòng cổ phiếu này nó tương đối khó. Và mua thì chỉ mua chính được ngày 24 tháng 2 thôi, hầu như các cổ phiếu dòng phân bón. Như Đạm Phú Mỹ cũng vậy, Đạm Phú Mỹ từ khi vượt đỉnh thì cổ phiếu vẫn mệt mài tăng giá, cho thấy là một cổ phiếu rất khỏe, leader của dòng phân bón. Còn đối với dòng cổ phiếu mà mình hiện tại đang quan tâm và cũng hôm thứ sáu vừa rồi cũng khuyến nghị cho khách hàng của mình mua, đó là dòng cổ phiếu vật liệu xây dựng và xi măng. Ví dụ như BTS, sau khi cổ phiếu rũ bỏ và hồi phục đi lên, siết chặt tại vùng đỉnh cũ thì phiên thứ sáu là phiên mua rất an toàn đối với cổ phiếu này, khi mà giá đóng cửa cổ phiếu tăng trần 9,8% với mức thanh khoản là rất cao đối với cổ phiếu này. Thì anh chị nào mà mua được ngày thứ sáu vừa rồi cổ phiếu này thì rất an toàn, kể cả một vài phiên tới nó có tái tích lũy lại vùng 14, 15 không sao cả, không ảnh hưởng gì luôn. Vì có thể nó sẽ như phiên này chẳng hạn này, thì nó sẽ mất một vài phiên, vì để dành cho anh chị nào không kiên trì, không kiên nhẫn với cổ phiếu đó, bán ra xong thì nhìn cổ phiếu chạy thì lúc đó lại ngồi tiếc, lại FOMO thì dòng cổ phiếu chỉnh lại bán lại chửi, thì lúc đấy làm sao mà mình không tự tin với khoản đầu tư của mình thì rất là khó để giữ được cái lợi nhuận. Thì cổ phiếu nó chưa vi phạm gì cả, chúng ta đã bán với T cộng 3 về đã bán xong cổ phiếu tăng thì lại tiếc lại mua đu đỉnh thì rất khó, đầu tư thế rất là khó để kiếm lợi nhuận. Như BCC cũng vậy, BCC thì cái nền của nó lỏng hơn BTS. Phiên hôm thứ sáu vừa rồi cũng tăng rất mạnh sau khi nó có điểm mua sớm và rũ bỏ phục hồi đi lên, thì phiên hôm thứ sáu vừa rồi cũng là điểm mua tương đối an toàn, tương đối tích cực đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu này ở phía trên nó còn nhiều cản hơn nên nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để tăng giá. Với cổ phiếu này thì phiên phiên này thì mình có thể mình đánh giá nó sẽ giống với ngày 30 tháng 7 đối với chính cổ phiếu này trong cái chu kỳ tăng giá trước. Mua ngày hôm thứ sáu vừa rồi đối với cổ phiếu này cũng rất là an toàn, thì mức thanh khoản cũng rất là cao. Hay HOM cũng vậy, cũng tăng rất mạnh và thanh khoản cũng rất là cao và điểm mua cũng rất là an toàn. Tuy nhiên nó còn nhiều cản ở vùng phía trên quá nên có thể nó sẽ mất nhiều thời gian hơn BTS. Ở dòng cổ phiếu xi măng còn xi măng Hà Tiên, HT1 cũng một phiên tăng trần với thanh khoản rất lớn, 8 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Sau khi cổ phiếu giảm mạnh và hồi phục tái tích lũy rũ bỏ thì phiên hôm thứ sáu vừa rồi là điểm mua rất là an toàn đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu này nó cũng có một cái vùng kháng cự phía trước. Riêng ở dòng xi măng này thì mình vẫn đánh giá cao nhất là BTS, vì nó có ít cản ở vùng đỉnh cũ trước nhất nên cái dư địa tăng giá của nó có thể sẽ là nhanh nhất, và thời gian tới có thể BTS sẽ là một trong những cổ phiếu leader của dòng xi măng. Một số cổ phiếu khác, VEA sau điểm mua rất là đẹp phiên ngày thứ năm vừa rồi thì hôm qua hôm thứ sáu cổ phiếu này test lại vùng đỉnh, tuy nhiên nguồn cung của nó là không có, thanh khoản gần như là cạn kiệt, không có người bán ra, cho thấy là tay to big boy có thể cầm hết cổ phiếu này rồi. Một vài phiên tới cổ phiếu test lại vùng 47 48 trước khi bước vào giai đoạn tăng giá mạnh mẽ trong thời gian tới, thì anh chị nào mua được ngày thứ năm thì chúng ta cứ cầm thôi. Còn đối với dòng cổ phiếu hàng không, sau những cái thông tin rất là tích cực đến từ việc 15 tháng 3 toàn bộ du lịch mở cửa trở lại, đón khách quốc tế trở lại Việt Nam hay mở cửa với du lịch quốc tế, thì hôm thứ năm cổ phiếu HVN cũng có một phiên hồi phục rất là mạnh mẽ và là một điểm mua sớm rất an toàn cho anh chị nào mua được ngày thứ năm vừa rồi. Khi mà cổ phiếu vừa về được lấp gáp ngày 27 tháng 2 thì sau khi cổ phiếu lấp gáp xong mà cổ phiếu phục hồi đi lên với thanh khoản tích cực hơn rất nhiều thì là một điểm mua rất là an toàn cho anh chị. Anh chị nào cầm cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Cổ phiếu này có thể sẽ phải test lại một vài phiên ở vùng 27 trước khi bứt phá đi lên, hưởng ứng sóng đầu cơ ở dòng hàng không khi mà VTD, công ty cổ phần du lịch Viettourist dẫn sóng, gần như là dẫn sóng dòng hàng không rồi, thì là tăng rất mạnh. Mua thì mua an toàn nhất là ngày mùng 7 tháng 2 rồi. Hiện tại thì cổ phiếu này không mua được nữa. Thì là tăng rồi tích lũy một vài phiên rồi lại tăng tiếp, tăng như thế này rất an toàn. Anh chị nào có cổ phiếu này thì chúng ta cứ cầm thôi. ACV sau khi tăng được một vài phiên thì cổ phiếu giảm,
Nếu như mà cổ phiếu tạo được cái mẫu hình DRS thì một vài phiên tới cũng là điểm mua rất là đẹp cho anh chị nào quan tâm. DRS, mẫu hình DRS là gì? Thì mình cũng có phân tích ở trong video trước rồi. Anh chị có thể mở lại ra xem. Còn đối với dòng cổ phiếu chứng khoán, hiện tại thì mình cũng chưa thấy dòng tiền quay trở lại dòng cổ phiếu này. Nên chúng ta cần theo dõi thêm trong thời gian tới. Khi mà dòng tiền vào, lượng thanh khoản tăng đột biến và giá tăng cao thì đó là điểm mua rất là an toàn trong thời gian tới. Chúng ta cần theo dõi sát đối với dòng cổ phiếu này. Hiện tại có thể dòng cổ phiếu này đang tương đối giống với ở vùng tháng 4 năm 2021. Khi mà cổ phiếu phục hồi một vài phiên đi lên và có điểm mua bứt phá thì đó là điểm mua rất an toàn đối với dòng cổ phiếu chứng khoán trong thời gian tới. SSI cũng vậy, hôm vừa rồi cũng bị bán rất mạnh nhưng thanh khoản thì không có nên chúng ta cũng không phải lo cổ phiếu này. APS thì thời gian vừa qua nó tăng mạnh quá rồi, phiên thứ 6 vừa qua nó giảm mạnh quá, giảm 6%. FTS cũng bị bán khá là mạnh, khá là rát. Cổ phiếu này có mẫu hình vai đầu vai ngược, thời gian tới chúng ta cần theo dõi thêm cổ phiếu này. Thì những cổ phiếu đáng chú ý nhất của dòng cổ phiếu chứng khoán đó là vẫn là FTS, SSI, VCI hay VND. VND thời gian tới nó sẽ cần cái thời gian siết chặt lại vùng 3233 để khi mà có dư địa tăng giá trong thời gian tới thì cổ phiếu nó sẽ tăng bền vững hơn. Tuy nhiên hôm thứ 6 vừa rồi cổ phiếu này bị bán rất là mạnh khi thanh khoản khớp lệnh đến 32 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Ở dòng cổ phiếu cảng biển, sau khi cổ phiếu bứt phá đi lên và hiện tại vẫn đang tái tích lũy ở vùng đỉnh cũ, sang tuần tới mình đánh giá rất cao dòng cổ phiếu cảng biển cũng sẽ chạy rất khỏe. Cổ phiếu này thì đang tích lũy lại vùng đỉnh cũ thôi. Khả năng rất lớn dòng cổ phiếu cảng biển sẽ chạy theo HAH. Thì HAH leader dòng thì nó chạy rất là cao, rất là xa rồi. Nhưng HAH thì nó có nền tích lũy rất là dài phía trước. Mua thì chỉ có một ngày mua 17 tháng 2 thôi. Thì sang tuần tới anh chị cần chú ý đến dòng cổ phiếu thép là 1, dòng chứng khoán là 2, dòng ngân hàng là 3 và dòng cổ phiếu xi măng là 4. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Nếu thấy video hữu ích, vui lòng subscribe, comment kênh để mình có thêm động lực ra mắt những video rất là giá trị trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị.